Dạ cưng Lê Nguyễn, mình chào bà con nha. Hôm nay tiếp tục đưa lại nhà vườn chịu thí mình giao lưu pha hoa với Mỹ nha bà con. Cây thì dáng rất là đẹp luôn, to, lùng lực. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng chi tiết với nhà vườn Dạ ạ. chào anh, chào cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip rồi ạ. Bữa nay em về một số phôi mới, mong cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em ạ. À. Dạ em không làm mất thời gian, xin vào cây số 1 ạ. À. Vành cổ em ra được là 29 ạ. À. Tổng chiều dài là 49 ạ. À. Số đế là 38 ạ. À. Em ra được vị trí này là 60 ạ. À. Cây mã số 1 này em xin giao lưu là 400k ạ. À. Em bao gồm phí ship nha bà con. Em chúc chậu quá bầu nha bà con. Dạ em lên tiếp mã số 2 ạ. Mình có em ra được là 31 ạ. À. Tổng chiều dài là 56 ạ. À. Số đế là 50 ạ. À. Cái này một ghế nha bà con. Giờ em đo vị trí này được 40 ạ. À. Cây mã số 2 này em cũng xin giao lưu là 400k ạ. À. Em lên tiếp mã số 3 ạ. À. Mình có em đo được là 26 ạ. À. Tổng chiều dài là 52 ạ. À. Số đế là 38 ạ. Ra được vị trí này là 35 ạ. À. Cây mã số 3 này em xin giao lưu là 350k ạ. À. Em lên tiếp mã số 4 ạ. À. Mình có em đo được là 31 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Số đế là 44 ạ. Này cũng một rẻ nha. Đo cho này. Dạ em đo được vị trí này là 41 ạ. Cây mã số 4 này em xin giao lưu là 400k ạ. Lên tiếp mã số 5 ạ. Một ghế nha bà con. Mình có em đo được là 28 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Số đế là 35 ạ. Đo được vị trí này là 33 ạ. Cây mã số 5 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 6 ạ. Mình cổ em đo được là 37 ạ. À. Tổng chiều dài là 45 ạ. À. Số đế là 33 ạ. À. Đo được cái bệ nữa là 48 ạ. À. Cây mã số 6 này em xin giao lưu là 400k ạ. À. Lên tiếp mã số 7 ạ. À. Hình cổ em đo được là 30 ạ. Tổng chiều dài là 46 ạ. Số đế là 37 ạ. Em đo được vị trí này là 54 ạ. Cây mã số 7 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 8 ạ. Mình có em đo được là 33 ạ. Tổng chiều dài là 49 ạ. Số đế là 44 ạ. Cây lùng lực méo đầu. Đo được vị trí này là 53 ạ. Cây mã số 8 này em xin giao lưu là 700k. Cây này mà mua về ghép bonsai là hết ý luôn nha bà con. Nó lùng lực mà rất là đẹp nha bà con. Lùng lực mà một bệ đặc hư. Như Dạ em một lên tiếp rễ. mã số 9 ạ.
Mình có em đo được là 32 ạ. Tổng chiều dài là 49 ạ. Số đế là 33 ạ. Đo được vị trí này là 59 ạ. Cây mã số 9 này em xin giao lưu là 350k ạ. Lên tiếp mã số 10 ạ. Mình có em đo được là 38 ạ. Tổng chiều dài là 53 ạ. Số đế là 39 ạ. Đo được vị trí này là 63 ạ. Cây mã số 10 này em xin giao lưu là 500k ạ. Em lên tiếp mã số 11 ạ. Mình có em đo được là 39 ạ. Dạ, chấm chiều dài là 56 ạ. Số đế là 37 ạ. Đo được vị trí này là 46 ạ. Cây mã số 11 này em xin giao lưu là 550k ạ. Okay. Em lên tiếp mã số 12 ạ. Một rễ đặc. Chưa chật nha bà. Vành cổ em đo được là 26 ạ. Tổng chiều dài là 74 ạ. Số đế là 35 ạ. Em đo được vị trí này là 49 ạ. Cây mã số 12 này em xin giao lưu là 350k. Em lên tiếp mã số 13 ạ. Mình có em đo được là 31 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Số đế là 37 ạ. Đo được vị trí này là 47 ạ. Cây mã số 13 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 14 ạ. Mình có em đo được là 31 ạ. Tổng chiều dài là 59 ạ. Số đế là 41 ạ. Đo được vị trí này là 58 ạ. Cây mã số 14 này em xin giao lưu là 350k ạ. Lên tiếp mã số 15 ạ. Mình có em đo được là 39 ạ. Tổng chiều dài là 54 ạ. Số đế là 34 ạ. Em đo được vị trí này là 60 ạ. Cây mã số 15 này em xin giao lưu là 600k ạ. Em lên tiếp mã số 16 ạ. Đó lên. Mình có em đo được là 33. Tổng chiều dài là 54 ạ. Số đế là 40 ạ. Dạ hoành cổ ổ tổng em đo được vị trí này là 58 ạ. Cây mã số 16 này em xin giao lưu là 500k ạ. Em lên tiếp mã số 17 ạ. Mình có em đo được là 29 ạ. Tổng chiều dài là 71 ạ. Số đế là 40 ạ. Đo được vị trí này là 46 ạ. Cây mã số 17 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 18 ạ. Ok, trực lắc tay càng đẹp.
Có em đo được là 26 ạ. Tấm chiều dài là 60 ạ. Số đế là 41 ạ. Em đo được vị trí này là 51 ạ. Cây mã số 18 này em xin giao lưu là 500k ạ. Em lên tiếp mã số 20 ạ. 19 chứ. Em lên tiếp mã số 19 ạ. Mình có em đo được là 33 ạ. Tấm chiều dài là 57 ạ. Số đế là 42 ạ. Em đo được vị trí này là 48 ạ. Cây mã số 19 này em xin giao lưu là 450k ạ. Em lên tiếp mã số 20 ạ. Mình cổ em đo được là 30 ạ. Tấm chiều dài là 52 ạ. Số đế là 37 ạ. Đo được vị trí này là 36 ạ. Cây mã số 20 này em xin giao lưu là 350k ạ. Lên tiếp mã số 21 ạ. Có em đo được là 30 ạ. Tấm chiều dài là 43 ạ. Số đế là 31 ạ. Đo được vị trí này là 50 ạ. Cây mã số 21 này em xin giao lưu là 300k ạ. Lên tiếp mã số 22 ạ. Có em đo được là 36 ạ. Tấm chiều dài là 51 ạ. Số đế là 41 ạ. Đo được vị trí này là 50 ạ. Cây mã số 22 này em xin giao lưu là 450k ạ. Lên tiếp mã số 23 ạ. Hình cổ là 28 ạ. Tấm chiều dài là 56 ạ. Số đế là 44 ạ. Đo vị trí này là 40 ạ. Cây mã số 23 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 24 ạ. Em có em đo được là 29 ạ. Tấm chiều dài là 58 ạ. Số đế là 43 ạ. Đo vị trí này là 42 ạ. Cái mã số 24 này em xin giao lưu là 400k ạ. Nên tiếp mã số 25 ạ. Có em đo được là 24 ạ. Một ghế lắc lượng nha bà con. Tấm chiều dài là 59 ạ. Số đế là 47 ạ. Đo được một ghế của nó là 27 ạ. Cây mã số 25 này em xin giao lưu là 350k ạ. Dạ cây mã số 25 này cũng là cây mã của clip. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip rồi ạ. Em xin cảm ơn ạ. Em cảm ơn chú Thúy, cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.